Vâng, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Gửi lời chào trân trọng tới tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cường. Hiện em đang là trưởng bộ phận marketing của chi nhánh PDC Hà Nội. À, trong buổi hôm nay thì em rất vui mừng được uh, chia sẻ tới các anh chị một trong những chủ đề có lẽ là rất là nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đó là xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp SME trên nền tảng số thì ở đây bao nhiêu anh chị quan tâm về chủ đề này ạ? Anh chị có thể comment số 1 xuống dưới khung chat cho em được không ạ? Dạ vâng. Rất nhiều người quan tâm đúng không ạ? Ở đây thì bao nhiêu anh chị chúng ta đang đã và đang làm thương hiệu cho doanh nghiệp của chúng ta? Chúng ta có thể comment số 2 được không ạ? Vâng, có khá nhiều anh chị cũng đã đang làm thương hiệu cho doanh nghiệp của mình mà Vậy thì theo anh chị, theo các anh chị thì thương hiệu là gì ạ? Theo các anh chị thì thương hiệu có nghĩa là gì ạ? Các anh chị comment xong không chat giúp em được không ạ? Chúng ta đang làm thương hiệu thì chúng ta có hiểu là bản chất của thương hiệu là gì đúng không ạ? anh trường sinh ạ em thấy từ nãy đến giờ anh trường sinh comment rất nhiệt tình anh trường sinh nói là sức mạnh của doanh nghiệp vâng cũng đúng ạ nhưng mà em cần một cái định nghĩa định nghĩa trước khi mà chúng ta làm một cái gì đúng không ạ nó về cụ thể là về marketing thì chúng ta sẽ cần những cái khái niệm nó khá là hàn lâm nhưng đó là những cái lý thuyết mặc dù khô khan nhưng nó sẽ giúp chúng ta bám vào cái gốc rễ để chúng ta không bị đi đi lệch đường vâng. anh anh nhã anh nhã camera anh nói là thương hiệu là những gì mà người ta nghĩ về mình khi không có mặt vâng anh phạm minh hiện anh nói là thương hiệu là hiệu được người ta thương ạ? <laughs> dạ vâng thương hiệu là hình ảnh đại diện công ty ạ vâng chị trà my nói là nhận diện mà khách hàng hay người khác nghĩ về mình. Vâng. Anh Sinh thì nói là thương hiệu là linh hồn của doanh nghiệp. Dạ vâng. Chị Đoàn Hà thì nói thương hiệu là hình ảnh của sản phẩm dịch vụ được in trong trí não của khách hàng. Vâng. Được đăng ký độc quyền. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn các anh chị. Thế thì uh, theo định nghĩa của Wikipedia thì thương hiệu nói ngắn gọn nó là những cái dấu hiệu của một tổ chức hoặc doanh nghiệp để phân biệt với những tổ chức hoặc doanh nghiệp khác mà được khách hàng nhớ đến lâu dài, ngắn gọn như vậy thôi ạ. thì dấu hiệu ở đây nó sẽ là những gì ạ? đó chính là logo của chúng ta này, màu sắc biểu trưng này, hay là câu slogan này, bao bì đóng gói này của sản phẩm mà khách hàng người ta nhớ đến chúng ta thì đấy gọi là thương hiệu ngắn gọn như vậy vậy thì ở đây các anh chị đã trả lời tương đối khá là chính xác rồi đấy ạ vậy thì theo các anh chị thì xây dựng thương hiệu là là gì ạ xây dựng thương hiệu là chúng ta làm cái gì ạ các anh chị hãy đóng góp ý kiến đi ạ chúng ta phải trao đổi thì nó sẽ ra một vấn đề chúng ta đã hiểu thương hiệu là gì rồi và các anh chị cũng đang làm thương hiệu vậy thì theo các anh chị xây dựng thương hiệu là xây dựng cái gì ạ à? làm cái gì ạ à? chị trà my thì nói là xây dựng hình ảnh của công ty à. có cụ thể hơn được không chị hình ảnh công ty là như thế nào ạ à? chị phan liên thì nói là dấu hiệu của tổ chức khác với đơn vị khác vâng cái này đúng rồi ạ à. bây giờ em đang hỏi là xây dựng thương hiệu là là các anh chị làm cái gì ạ à? làm cho mọi người biết đến công ty mình sản phẩm dịch vụ của công ty mình vâng câu chuyện về sản phẩm dạ vâng còn gì nữa không ạ xây dựng hình ảnh logo câu chuyện dạ vâng còn gì nữa không ạ để người khác nhớ đến sản phẩm và dịch vụ của mình dạ vâng OK cảm ơn các anh chị các anh chị đóng góp rất là sôi nổi ạ uy tín hình ảnh tiếng vang niềm tin dạ vâng em cảm ơn các anh chị thế thì xây dựng thương hiệu hay còn gọi là branding thì bản chất là một tổng hợp của các cái phương pháp hay là hoạt động marketing và truyền thông để giúp một công ty phân biệt được với các đối thủ khác và mục đích của việc xây dựng thương hiệu là để tạo ra ấn tượng lâu dài trong tâm trí khách hàng đấy, nó sẽ có hai có hai vế như vậy là là các hoạt động truyền thông và marketing để giúp phân biệt công ty của anh chị với công ty của đối thủ và với mục đích là để gây ấn tượng lưu giữ lâu dài trong tâm trí của khách hàng đấy là xây dựng thương hiệu Vậy thì em sẽ chia sẻ sâu hơn về bản chất của thương hiệu. Các anh chúng ta nghe những cái định nghĩa vừa rồi thì nó là những cái định nghĩa nghe rất hàn lâm đúng không ạ? Nghe nó hơi khá là trừu tượng. Và chúng ta làm marketing thì chúng ta phải lượng hóa nó. Thì ở đây em có một mô hình để các anh chị có thể hiểu rõ được bản chất của thương hiệu là gì. Bản chất sản phẩm dịch vụ của anh chị khi ra thị trường là các anh chị sẽ mang đến giá trị cho khách hàng đúng không ạ? Giá trị của sản phẩm của anh chị ở đây có thể là giá trị lý tính hoặc là giá trị cảm tính. Được chưa? Đấy là những cái giá trị mà khi sản phẩm của anh các anh chị ra thị trường nó đã mang sẵn. Nhưng thương hiệu nó là những cái mà khách hàng người ta nhớ về các anh, sản phẩm của anh chị, đó chính là một nó sẽ là những cái nhận diện nhận diện bên ngoài và những cái định vị của bên trong định vị bên trong thế thì khi chúng ta làm thương hiệu nghĩa là chúng ta sử dụng các hoạt động về marketing ví dụ như là quảng cáo này hoặc là PR này hoặc là những cái hoạt động như là trade marketing hoặc là chăm sóc khách hàng để chúng ta push cái thông điệp của chúng ta tới khách hàng mục tiêu để khách hàng họ nhớ về thương hiệu của chúng ta nhớ về những cái nhận diện Logo này, màu sắc này, slogan này, và họ nhớ về cái định vị của chúng ta Đấy. nhớ về định vị sản phẩm của chúng ta bởi vì sao bởi vì một cái sản phẩm của chúng ta ấy, những cái uh, lợi ích về lý tính hoặc là cảm tính ấy, nó rất là nhiều khách hàng người ta sẽ không thể nhớ hết được nhưng người ta chỉ nhớ về một định vị thôi người ta chỉ nhớ về một định vị thôi em ví dụ như thế này khi nhắc đến iphone thì người ta sẽ nghĩ đến là một sản phẩm cao cấp một sản phẩm uh, dành cho những người uh, sành điệu đúng không ạ đẳng cấp ví dụ như là khi chúng ta nhắc đến honda thì chúng ta sẽ nhớ đến định vị của nó là gì bền đúng không ạ là bền đúng không ạ hoặc là electrolux cũng là bền đúng không ạ đấy đấy là những cái định vị ngắn gọn mặc dù là cái sản phẩm của họ mang rất nhiều giá trị mang rất nhiều lợi ích cho khách hàng nhưng khách hàng trong đầu họ chỉ nhớ chỉ nhớ được một định vị thôi thì đó đều gọi chung là những cái thương hiệu những cái nhận diện thương hiệu của sản phẩm của chúng ta. Trong cái mô hình này thì các anh chị sẽ nhìn được rõ hơn thì định vị nó là gì. Định vị nó chính là những là cái phần xanh này, cái phần màu xanh này. Nó chính là cái mà các anh chị làm được mà đối thủ không làm được và đáp ứng được mong muốn của khách hàng. Đó chính là định vị thương hiệu. Tại sao ở đây chúng ta lại nói về câu chuyện là định vị thương hiệu? Bởi vì cái này rất quan trọng. Chúng ta đang xây dựng thương hiệu, chúng ta truyền thông điệp tới khách hàng. Chúng ta muốn khách hàng nhớ về chúng ta chỉ với một một định vị nào đó. Nếu như chúng ta xác định sai, xác định sai cái định vị của chúng ta thì chúng ta fail đúng không ạ? Chúng ta fail. Ví dụ, bây giờ chúng ta định vị định vị chúng ta với một cái Đặc điểm mà đối thủ nó đã làm quá tốt rồi Vậy thì liệu người ta có nhớ đến các anh chị không bạn? Chắc chắn là không đúng không ạ? Người ta sẽ nhớ đến đối thủ các anh chị Do vậy chúng ta phải tìm được Cái mà khách hàng cần Mà đối thủ người ta chưa làm tốt Thì các anh chị Mà các anh chị làm tốt thì các anh chị lấy đó làm định vị của mình Được chưa? Đấy là về định vị thương hiệu Thế thì có những cách nào để mà chúng ta định vị thương hiệu của chúng ta? thì nó có ba cách định vị. Một là chúng ta định vị dựa theo sản phẩm. Ví dụ sản phẩm của anh chị mang về cái lợi ích gì, cái đặc tính gì, cái giá trị gì khác biệt mà đối thủ nó không có thì đấy là một cách định vị. Cách định vị thứ hai đó là chúng ta định vị theo thứ hạng thị trường. Ví dụ tôi là số 1, ví dụ Kangaroo nó là số 1 về máy lọc nước, đấy là định vị của nó về thị trường. Đấy. Hoặc là Cách định vị thứ ba là chúng ta định vị bằng cảm xúc. Định vị bằng cảm xúc. Ví dụ thường nó sẽ là những cái thương hiệu như là đồ ăn. Ví dụ như là của sô cô la thì cái slogan của nó mọi người có biết là gì không ạ? Nó là không chảy trên tay, chỉ tan trong miệng. Đấy, định vị của nó là như vậy. Nó tạo ra cảm xúc, đúng không ạ? Đấy, nó định vị dựa trên cảm xúc. Hoặc là định vị của à, slogan của gà KFC nó là gì vị ngon trên từng ngón tay đúng không ạ đó là những cái cách định vị thương hiệu thế thì nếu mà để nói sâu về cái định vị thương hiệu này thì nó rất là dài nó rất là dài và cái... thì em sẽ có hẳn một cái slide thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị sau nhé thì trong buổi hôm nay ấy, thì em sẽ chỉ nói vắn tắt được như vậy thôi thế thì về thương hiệu ấy nó sẽ có hai phần như các anh chị nói xây dựng thương hiệu là chúng ta làm logo xây dựng à, về màu sắc đúng không ạ? Nhưng nó chỉ là một phần thôi. Hay nó gọi là cái bề ngoài của thương hiệu. Và cái bên trong của thương hiệu nó chính là cái định vị, cái USP của các anh chị hoặc là tính cách hoặc là triết lý của thương hiệu của công ty mình. Thì thương hiệu nó sẽ bao gồm hai phần như vậy. Thì khi chúng ta xây dựng chúng ta phải xây dựng cả hai cái phần này xây dựng cả hai cái phần này. Thế thì cái logo này hay là cái tên hoặc là slogan màu sắc, thì cái phần này hôm nay em sẽ không bàn đến. Em sẽ không bàn đến. Bởi vì sao? Vì cái phần này các anh chị uh, nếu như các anh chị muốn xây dựng thì chắc chắn là các anh chị đã có ý tưởng rồi này. Rồi các anh chị sẽ thuê một đơn vị uh, về thiết kế, về uh, xây dựng, về thiết kế logo, slogan, họ sẽ làm chọn gói cho các anh chị theo ý của mình. Đúng không? Thì hôm nay em sẽ nói sâu hơn với các anh chị về cái usp này. Vì cái này nó trực tiếp là nó liên quan đến marketing Mà cụ thể ở đây là marketing cho doanh nghiệp SME của chúng ta. Chúng ta hầu hết ở đây sẽ là doanh nghiệp SME. Thì tại sao mà mình lại nói về cái bài toán là làm thương hiệu cho doanh nghiệp SME? Vì với những doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn ý, thì ngân sách của họ rất là nhiều. Mỗi năm thì họ dành rất là nhiều tiền để làm thương hiệu cho nên là họ không có lăn tăn gì về về chiến lược cả. Đấy. Ví dụ bây giờ họ có nhiều tiền, họ có 10 con đường họ cứ vung tiền ra con đường nào mà hiệu quả thì họ sẽ đi con đường đấy thế tuy nhiên chúng ta là doanh nghiệp SME vừa và nhỏ chúng ta còn phải đang lo về doanh thu về cân đối về thu chi thì cái việc làm thương hiệu như thế nào cho hiệu quả làm thương hiệu như thế nào với chi phí thấp mà vẫn mang lại hiệu quả đấy sẽ là bài toán của chúng ta thế thì trước khi mà nói về chiến lược xây dựng thương hiệu thì chúng ta sẽ cùng nói về hành vi của khách hàng, hành vi của khách hàng. Thế thì trước đây khi mà chưa có internet thì hành vi của khách hàng như thế nào? Hành vi của khách hàng trước đây khi chưa có internet ý, nó sẽ trải qua năm giai đoạn. Giai đoạn một là attention tức là giai đoạn nhận biết. À ví dụ khi họ nhìn thấy một cái quảng cáo, một cái banner nào đấy ở trên báo hay là nhìn thấy một quảng cáo ngoài trời. Hoặc là nhìn thấy một cái affect đấy Và họ bị gây chú ý bởi cái thương hiệu đó Ví dụ, em ví dụ như là một cái banner về iPhone 14 vừa mới ra chẳng hạn Ví dụ như vậy Và họ cảm thấy bị thu hút, thích thú Tức là họ interest Đấy Và họ sẽ Design Design tức là gì? Ham muốn, họ muốn Muốn được sở hữu cái sản phẩm đó Và họ sẽ memory Tức là họ ghi nhớ ở trong đầu họ ghi nhớ ở trong đầu. Đấy. Ví dụ như chúng ta xem quảng cáo hàng ngày, chúng ta xem quảng cáo thuốc, dụ hoạt huyết nhất nhất, chúng ta xem rất là nhiều đúng không? Để chúng ta sẽ bị attention, chúng ta sẽ bị gây chú ý bởi cái sản phẩm đó. Và đến lúc mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta sẽ nhớ về sản phẩm đó. Đấy. Có phải ra hiệu thuốc để bảo cho tôi một uh, một một vị, uh, hoạt huyết nhất nhất không? Hoạt huyết nhất nhất thường là nhớ như vậy. Hoặc là Lavie chẳng hạn. Các anh chị vào siêu thị thì sẽ là gì? Cho tôi một chai vi chứ không ai cho tôi chai nước khoáng cả, đúng không ạ? Đấy, thì tức là lúc đấy là chúng ta memory chúng ta nhớ về thương hiệu và chúng ta action tức là chúng ta mua hàng đây là những cái hành vi hành vi trước đây của của người tiêu dùng được chưa thế nhưng mà ngày nay thì hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi tại vì sao ngày nay là thời đại 4.0 tức là thời đại số thế thì hành vi của người tiêu dùng hiện nay sẽ như thế nào đầu tiên họ cũng sẽ bị attention ví dụ họ nhìn thấy một quảng cáo của một sản phẩm mới thương hiệu mới họ nhìn thấy cái iPhone mới 14 mới ra họ sẽ bị attention và sau đó họ interest tức là họ thích thú họ thấy bị thích thú và họ quay ra họ việc họ research tức là họ tìm kiếm có phải các anh chị sẽ quay ra search là iPhone 14 để các anh chị xem các mẫu iPhone đúng không ạ các anh chị sẽ sẽ xem chị đợi em một chút nhé Em sẽ lấy ví dụ cho anh chị. Các anh chị search iPhone 14 để các anh chị xem các mẫu iPhone đúng không ạ? Sau đó là các anh chị sẽ search là iPhone 14 màn hình để xem là màn hình nó như nào. Rồi mình sẽ search là camera để xem camera nào. Search về pin, xem pin nó có tốt không đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta mới search là giá iPhone 14. Rồi chúng ta mới search là cửa hàng bán iPhone 14 trả góp và chúng ta đi mua thì đấy là cái hành vi của người dùng ngày nay và chúng ta mua về chúng ta dùng xong thì chúng ta làm gì ạ chúng ta sẽ có cảm nhận về sản phẩm và chúng ta xe lên đúng không ạ sản phẩm tốt thì review cho bạn bè để các bạn bè cùng mua còn sản phẩm mà không tốt thì chúng ta sẽ làm gì ạ lên các group diễn đàn để bóc phốt đúng không ạ đấy, đấy là cái hành vi của người tiêu dùng ngày nay như vậy thế thì tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến hành vi của người tiêu dùng ngày nay vì chúng ta phải biết được người tiêu dùng xuất hiện ở đâu trên online để chúng ta có thể triển khai các hoạt động marketing triển khai các hoạt động về thương hiệu tới khách hàng nếu như chúng ta xác định sai các hành trình các điểm chạm của khách hàng thì chúng ta sẽ truyền thông sai chúng ta sẽ bị lãng phí lãng phí tiền bạc lãng phí ngân sách mà lại không mang lại hiệu quả đúng không ạ mà chúng ta thì là doanh nghiệp SMB chúng ta cần phải tối ưu ngân sách tối ưu hiệu quả Đây. các anh chị nhìn sơ đồ này mô hình này để các anh chị thấy được cái hành vi của người dùng trên online hiện nay dẫn đầu là nhận biết này sau đó họ quan tâm và họ xem xét và dẫn đến mua hàng thế thì mỗi giai đoạn này họ sẽ xuất hiện ở trên các cái nền tảng khác nhau và chúng ta cần phải xác định được các nền tảng đó là gì và đặc điểm của mỗi cái nền tảng đó của từng giai đoạn khách hàng nó như thế nào để chúng ta có chiến lược chiến lược truyền thông chiến lược thương hiệu phù hợp thế thì dựa theo cái các cái giai đoạn của khách hàng này thì cách thức xây dựng thương hiệu nó sẽ bao gồm 5 giai đoạn tương ứng với 5 giai đoạn nhận thức của khách hàng đó là biết hiểu tin dùng và yêu giai đoạn 1 là khách hàng họ chỉ mới biết đến thương hiệu của chúng ta thôi họ chỉ biết đến à có một cái thương hiệu như thế này ra đời đấy. Thì họ chưa biết là cái sản phẩm của chúng ta có gì hay ho thì giai đoạn thứ hai thì chúng ta mới sâu cho họ là à đặc tính của sản phẩm tôi là như thế này à họ biết như vậy nhưng họ chưa tin đâu vì đấy là chúng ta nói bắt đầu họ mới quay ra họ research họ tìm kiếm các bằng chứng để củng cố cái niềm tin đó thì khi mà xem hết các bằng chứng rồi thấy ok tin rồi họ mới quay ra mua hàng Đấy. và mua xong thì mà dùng ok thì mua quay trở lại đấy là các cái giai đoạn của khách hàng vậy thì tương ứng với năm giai đoạn của khách hàng chúng ta cũng sẽ có năm giai đoạn của truyền thông năm giai đoạn của truyền thông và mỗi một giai đoạn này thì cái thông điệp cái mục tiêu chúng ta truyền tới khách hàng nó cũng sẽ khác nhau nó cũng sẽ khác nhau các anh chị em đấy. em sẽ dừng ở đây một chút có anh chị nào có thắc mắc gì không ạ à? Có anh chị nào chưa hiểu cái phần này không ạ? Các anh chị hãy comment dùng công chat để em có thể giải đáp cho các anh chị. Không, không thấy anh chị nào có ý kiến gì. Ok, em tiếp tục nhé. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ đến cái vấn đề là cách thức xây dựng thương hiệu qua cả năm giai đoạn này thì chúng ta sẽ làm gì đúng không ạ thế thì tương ứng với năm giai đoạn chúng ta sẽ có các kênh triển khai khác nhau em ví dụ như này ở giai đoạn nhận biết này khi khách hàng họ chưa biết về sản phẩm dịch vụ của chúng ta nếu sản phẩm dịch vụ của các anh chị là một sản phẩm mới trên thị trường mà khách hàng chưa có nhận biết thế thì các anh chị phải cho khách hàng nhận biết bằng cách gì ạ bằng cái kênh gì ạ Ví dụ các anh chị có một uh, sản phẩm uh, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, ví dụ như là một loại vitamin tổng hợp hay một loại thuốc bổ mới ra thị trường. Thế làm thế nào để khách hàng để biết đến anh các anh chị ạ? Các anh chị sẽ phải sử dụng các kênh hiển thị, nó gọi là kênh display. Ví dụ là Facebook, các anh chị hiển thị các banner quảng cáo tới mặt khách hoặc là YouTube có các cái video về sản phẩm mới hiển thị ở trên YouTube hoặc là GDN báo để khách hàng họ nhận biết. Và khi họ đã nhận biết sản phẩm rồi thì họ sẽ quay ra, họ research về các anh chị. Họ search ở đâu ạ? Họ search trên Google đúng không ạ? Họ search trên Google. Họ search trên Google. Vậy thì các anh chị sẽ phải cung cấp cho họ những cái thông tin về sản phẩm. Thì những cái thông tin đó ở đâu ạ? Nó sẽ chính là ở trên website website của các anh chị sẽ phải cần có những cái bài viết những cái thông tin em ví dụ như này em nhìn thấy một cái banner quảng cáo ví dụ em nhìn thấy một banner quảng cáo về thép của bên thép nhật quang chẳng hạn và em quay ra em em thấy họ quảng cáo về thép mạng kẽm thì em không biết thép mạ kẽm là gì em sẽ quay ra google em search là thép mạ kẽm là gì được chưa và nếu như mà nhật quang hiển thị ở trên này thì em sẽ bấm vào em đọc đấy được không ạ ok ạ Đấy. Hoặc là dụ em sẽ search là Thép mạng kém có tốt không Dụ như vậy Thế thì Việc của các anh chị Ở giai đoạn này là các anh chị phải Hiển thị tới em những cái kết quả Những cái thông tin Ở trên website của anh chị Để củng cố Cái niềm tin của em được chưa? Thế đến giai đoạn em mua hàng thì các anh chị sẽ phải hiển thị quảng cáo tới em đúng không ạ? Thế thì tùy từng giai đoạn này thì nó sẽ có các kênh, kênh truyền thông khác nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng kênh để chúng ta biết được là kênh nào thì chúng ta làm ở giai đoạn nào. Kênh nào chúng ta làm ở giai đoạn nào. Đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ nói về kênh Facebook trước thì trên Facebook chúng ta làm, ta làm thương hiệu là chúng ta làm cái gì thì ở trên Facebook nó sẽ có 3 ba nền tảng khác nhau đó là fanpage, group Facebook và profile cá nhân ba nền tảng này thì cái đặc tính của ba cái nền tảng này nó cũng sẽ khác nhau thì ở giai đoạn ở trên nền tảng Facebook này thì chúng ta sẽ truyền thông ở giai đoạn nhận biết, nhận biết của khách hàng, giai đoạn 1, giai đoạn nhận biết. Ví dụ ở trên fanpage thì em sẽ xây dựng cái gì? Em sẽ xây dựng những cái content để giúp khách hàng nhận biết về một sản phẩm mới. Ví dụ là một bài quảng cáo. Là một bài quảng cáo. Đúng không? Còn ở group Facebook này thì nó sẽ là những cái content kiểu gì ạ? Group Facebook này thì nó sẽ là những cái group mà dành cho những người tiêu dùng, những khách hàng của chúng ta họ vào họ trao đổi thông tin thì nó sẽ là ở giai đoạn hiểu. Giai đoạn hiểu. Đấy. Giai đoạn hiểu. Đấy. Thì trong đây họ sẽ bàn bàn luận, họ chia sẻ thông tin về sản phẩm thương hiệu của chúng ta. Và ở cả giai đoạn tin này nữa group Facebook này sẽ là giai đoạn tin đấy được chưa và profile cá nhân thì sẽ là giai đoạn biết và hiểu thế thì cái chiến lược xây dựng cho từng cái giai đoạn này nó như thế nào nó như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nói về cái đặc tính của cái content ở trên Facebook thì đặc thù của cái content ở trên Facebook mọi người lên mạng xã hội lên social để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm giải trí đúng không ạ? Sau một ngày à, làm việc mệt mỏi thì chúng ta sẽ lên Facebook, lên social để chúng ta lướt, chúng ta xem những cái tin tức về giải trí Đấy. hoặc là chúng ta xem TikTok hoặc chúng ta xem YouTube. Thì cái insight của người dùng ở đây mục tiêu là họ đang muốn xem về giải trí. Như vậy thì những cái content mà chúng ta sẽ xây dựng ở trên Facebook nó phải thiên về, mang tính về giải trí thì sẽ được người dùng hưởng ứng. Nhưng chúng ta phải lồng ghép được về cái thương hiệu của chúng ta vào đó. Thì chúng ta đang làm thương hiệu mà, chúng ta đang làm thương hiệu mà. Đấy. Thế thì những cái nội dung mà chúng ta có thể xây dựng cho fanpage của chúng ta sẽ là những cái nội dung gì? Đó là những cái nội dung mà liên quan đến event, ví dụ công ty các anh chị có những cái hoạt động gì. Đấy, thì các anh chị sâu lên fanpage. Hoặc là những cái hoạt động về tài trợ. Đấy, hoạt động xuất hiện trên truyền hình báo chí thì các anh chị sâu lên fanpage của mình, đấy thì những cái content này nó sẽ giúp khách hàng củng cố ở cái giai đoạn nào, giai đoạn niềm tin, giai đoạn niềm tin, có phải họ nhìn thấy những cái hoạt động này của anh chị thì họ sẽ họ sẽ nghĩ là à đây là một công ty công ty lớn hoặc là một công ty uy tín nên là hoạt động của họ nhiều đúng không? ạ Và có loại content thứ hai mà mình xây dựng cho fanpage nó sẽ là content bán hàng, content bán hàng ở đây nó sẽ là những cái nội dung ví dụ chia sẻ về đặc tính của sản phẩm những cái chương trình khuyến mãi những cái feedback của khách hàng Thế thì những cái content như thế này thì em nói thật là khách hàng họ không thích xem nhiều đâu họ không thích xem nhiều đâu bởi vì những content này nó khá là nhàm chán tuy nhiên là nó không thể không có bởi vì khi mà hành vi của một khách hàng ấy khi họ tìm kiếm các anh chị ở trên online thì họ sẽ tìm kiếm cả trên Facebook nữa cả trên Facebook nữa em ví dụ như này em ví dụ em tìm kiếm về PDCA khi các anh chị nhìn thấy một banner quảng cáo về khóa học giải phóng lãnh đạo các anh chị sẽ tìm là PDCA ví dụ, hoặc là anh chị tìm về trường doanh nhân đúng không ạ và các anh chị tìm xem là cái bên này họ là đơn vị như thế nào các anh chị thấy fan Facebook của họ à, website của họ này, các anh chị sẽ chui vào đúng không ạ? Các anh chị thấy fanpage của họ, các anh chị sẽ vào xem. Thì nếu như mà vào fanpage của họ thì các anh chị sẽ có đầy đủ các cái nội dung. Ví dụ là nội dung liên quan đến các cái hoạt động của công ty. Đấy, ví dụ những cái khóa học đang diễn ra, đúng không ạ? Rồi chia sẻ những cái thông tin về khóa học, những chương trình khuyến mãi, những cái feedback của khách hàng. Đó là những nội dung bắt buộc phải có. Thì, thì ngoài những cái nội dung đó ra ấy, thì fanpage nó sẽ phải cần có những cái nội dung hữu ích nội dung hữu ích đấy ví dụ như là nội dung chia sẻ về kiến thức như là về sản phẩm review so sánh đánh giá đấy. ngoài ra sẽ là những cái nội dung có tính viral có tính giải trí ví dụ như là những mini game này hay như là câu đố quà tặng hay là những cái content mang tính viral thì trên một fanpage nó sẽ phải cần có những cái nội dung như vậy. Đấy. Ví dụ ở đây vào fanpage của PDC chẳng hạn, các anh chị sẽ thấy ví dụ ở à đây đây là một bài về khóa học đúng không ạ về sản phẩm. Thì lại có một bài khác là về các cái hoạt động mà công ty đang tổ chức đang diễn ra. Đấy. Đây là những cái video chia sẻ về kiến thức quản trị đúng không ạ. Thế thì một cái fanpage được xây dựng với nhiều content như thế này nó sẽ giúp khách hàng sẽ giúp khách hàng tăng cái nhận diện về, về thương hiệu của các anh chị đồng thời giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm dịch vụ của các anh chị đầu tiên là nhận biết sau đó là họ hiểu về sản phẩm của các anh chị đúng không ạ từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi quyết định ra quyết định mua hàng của khách thì đó là những cái chiến lược mà để xây dựng thương hiệu ở trên fanpage thế thì nói tóm lại thì ở trên Facebook thì mục tiêu của của các cái kênh Facebook chúng ta là gì để tăng nhận diện thương hiệu này hoặc chúng ta có thể là bán hàng chăm sóc lại khách hàng cũ và xây dựng cộng đồng cộng đồng đây nó sẽ là group Đấy. xây dựng thương hiệu cá nhân ví dụ bây giờ có một trang cá nhân của anh CEO chẳng hạn thì thông tin ở trên này chúng ta cái trang này chúng ta cũng cần xây dựng Bởi vì khi khách hàng họ tìm kiếm họ sẽ tìm kiếm cả những cái người gọi là KOL những CEO của doanh nghiệp đó để họ xem là cái người đó như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến ra quyết định mua hàng của khách thì những cái này nó đều là chiến lược về xây dựng thương hiệu ở trên cây Facebook đúng không ạ Thế thì Đây là ở trên nền tảng Facebook Ngoài ra thì chúng ta sẽ có nền tảng gì nữa Chúng sẽ có nền tảng về website Thì website nó sẽ xuất hiện khi nào ạ Nó sẽ xuất hiện ở trong cái giai đoạn Giai đoạn cân nhắc của khách hàng Giai đoạn hiểu và giai đoạn tin của khách hàng Là khi mà khách hàng sau khi mà đã Nhìn thấy những cái banner quảng cáo về sản phẩm dịch vụ Thì họ sẽ quay ra họ research Họ tìm kiếm thông tin thông tin background ấy, thông tin background về ngành em ví dụ như này ví dụ khi mà em muốn mua iPhone 13 chẳng hạn iPhone 14 đi thì đầu tiên là mình sẽ search như này đó xong mình sẽ search là đó Đấy. mọi người nhìn thấy những cái bài viết không ạ những cái bài viết này là những bài viết thông tin đúng không ạ Cung cấp về thông tin sản phẩm Đấy. Thế thì tại sao người ta lại cần viết những cái bài viết như thế này ạ à? Thì khi mà khách hàng Người ta search những bài viết như này Mà website của anh chị hiện lên đầu Và gần đọc những bài thông tin này Người ta sẽ chưa mua hàng ngay đâu Nhưng mà người ta nhìn thấy gì ạ à? Logo, màu sắc, biểu trưng của các anh chị Và nó sẽ in vào đầu khách hàng một lần Và họ lại search thông tin khác Đúng không ạ Đấy. Họ vào họ đọc tiếp Và họ lại nhìn thấy logo biểu trưng thương hiệu của các anh chị một lần nữa Cứ như vậy, cứ như vậy qua từng điểm chạm Thì nó sẽ in dấu ấn vào đầu khách hàng Và đến cái giai đoạn mà khách hàng muốn mua iPhone 14 chẳng hạn Và họ nhìn thấy các anh chị Hoặc là nhìn thấy quảng cáo của các anh chị Thì họ sẽ có sự cân nhắc về thương hiệu để ra quyết định mua hàng Còn nếu như các anh chị mà không xác định làm thương hiệu mà chúng ta chỉ chăm chăm bán hàng đó là chúng ta chỉ xuất hiện ở cái giai đoạn này thôi. Vậy thì ví dụ các anh chị có lên được tốt như thế này các anh chị mất tiền quảng cáo như thế này nhưng nếu các anh chị không có thương hiệu thì khi khách hàng vào họ xem và họ thấy là anh chị là một thương hiệu lạ hoắc chẳng hạn thì họ cũng sẽ đi ra. Đấy, họ cũng sẽ đi ra. Cho nên là làm thương hiệu thì nó sẽ giúp gia tăng cái tỷ lệ chốt sale của các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì làm thương hiệu ở trên website thì chúng ta làm những cái gì? Thì ở đây em có một cái chia sẻ là như này. Những cái nội dung ở trên website ấy, thì nó đến 70%. Những cái content ở trên website thì nó sẽ đến 70% là những nội dung tìm kiếm. À nó nghĩa là gì ạ? Tức là khách hàng sẽ nhập vào đây một từ khóa để họ tìm kiếm và sau đó là họ vào website của chúng ta. Đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn với cái Facebook là chúng ta chỉ lướt thôi. Chúng ta chỉ lướt và chúng ta nhìn thấy banner quảng cáo. Chúng ta nhìn thấy banner quảng cáo. Đấy. cái này hoàn toàn nó không có từ khóa gì cả. Không có keyword. Nhưng ở trên website thì nó sẽ gắn với các keyword. Do vậy, đặc trưng của content ở trên website nó sẽ là content sale. content SEO. À, đến đây chúng ta có một câu hỏi. Content SEO nó là cái gì? Content SEO nó là cái gì? Vậy thì ở đây em có một định nghĩa về SEO. Thì bản chất SEO nó là cái việc mà chúng ta tối ưu hóa cái website chúng ta đáp ứng cho cái công cụ tìm kiếm mà cụ thể ở đây nó sẽ là con Google. Để khi mà người dân tìm kiếm một cái nội dung gì chúng ta sẽ được lên tốt lên tốt như thế này lên tốt như thế này tại sao lại phải cần lên tốt ạ tại sao lại cần lên tốt ạ bởi vì hành vi của các anh chị khi các anh chị search như thế này thì có phải xu hướng là các anh chị sẽ chỉ kích vào những cái kết quả đầu tiên này không ạ các anh chị có bao giờ kéo xuống để xem những kết quả dưới cùng này hoặc các anh chị bấm sang trang 2 để các chị xem không rất là ít đúng không ạ bởi vì sao vì con google ấy nó sẽ luôn đưa ra chúng ta cái nội dung tốt nhất ở phía trên này nên chúng ta không cần tìm nhiều mà chúng ta sẽ bấm luôn vào thằng đầu tiên này. Đó. Do vậy, cái content ở trên website chúng ta sẽ phải cần là content SEO và SEO là chúng ta phải tối ưu hóa làm sao để website chúng ta khi người dùng tìm kiếm chúng ta lên được tốt của thằng Google như thế này. Đó. Thì đấy gọi là SEO, đấy gọi là SEO. Được chưa ạ? Vậy thì khi các anh chị xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình thì các anh chị cũng phải xác định nếu chúng ta làm website là chúng ta sẽ phải làm SEO đó thì ngoài SEO ra thì trên website chúng ta sẽ làm những cái gì nữa dụ khi các anh chị search là tên của một thương hiệu thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở bên cạnh nó sẽ là bản đồ chỉ dẫn của cái thương hiệu đó và ngoài ra nó sẽ có cái phần đánh giá Đấy, các anh chị sẽ nhìn được đánh giá Đấy chưa? về thương hiệu thì cái phần này nó sẽ giúp tăng uy tín và nhận diện cho website của anh chị bây giờ ví dụ bây giờ anh chị có một thương hiệu mà sớt chả thấy mét đâu cả chả thấy bản đồ đâu cả thì liệu nó có uy tín không ạ đúng không ạ đấy. đấy ví dụ như này đúng không ạ? thì cái Google Maps này nó gọi là Google Business nó cũng là một cái rất quan trọng khi chúng ta xây dựng thương hiệu ở trên website. Nào. Thế thì bài toán mà để làm SEO ấy thì nó rất là dài, nó rất là dài. Thì cái này thì em sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong những nội dung sau, được không ạ? Sẽ chia sẻ với anh chị trong những nội dung sau. Chúng ta sẽ nói tiếp đến kênh tiếp theo của chúng ta ở đây. Nó sẽ là kênh trên Youtube. Thì xây dựng thương hiệu trên Youtube là chúng ta làm cái gì? Xây dựng thương hiệu trên Youtube là chúng ta làm cái gì? Thế thì các anh chị biết là Youtube ý, nó là một trong ba cái nền tảng media lớn nhất thế giới. Mà cụ thể nó là lớn nhất luôn. Nó là lớn nhất luôn. Đây là thống kê cũ của 2018. Được chưa ạ? Đấy, thì cái số lượng mà người dùng xem YouTube ý, nó chiếm đến 96 phần trăm con cao hơn cả Facebook thì những cái nội dung ấy mà ở trên YouTube ý, thì 70 phần trăm nó là những nội dung liên quan đến giải trí và 30 phần trăm là những nội dung liên quan đến học tập thì khi một người dùng ấy người ta tìm kiếm thương hiệu của các anh chị người ta cũng sẽ lên YouTube người ta tìm thậm chí là người ta tìm kiếm thông tin thông tin ở trên YouTube thông tin kiến thức ở trên YouTube đây. em sẽ để mua cho các anh chị như này đây là một công cụ mà nó lọc được những cái tìm kiếm của thằng Google ở trên của người dùng ở trên Google cũng như trên YouTube Đấy. ví dụ các anh chị có một ngành nào đi các anh chị có ngành đã anh chị đang ngành nào các anh chị comment rồi em cho em một ngành em check cho anh chị thử xem là ở trên YouTube người ta có tìm không các anh chị đã làm thương hiệu ở trên YouTube chưa anh chị nào comment cho em một một ngành của anh chị xuống dưới này máy pha cà phê đúng không ạ rồi em thử máy pha cà phê ok đấy thì đây là những cái từ khóa mà khách hàng họ search ở trên youtube nhá. đấy anh chị nhìn lượng search một sáng rất là cao đấy máy pha cà phê này máy gia đình này đấy người thấy không mà lượng tìm kiếm một tháng nhiều không 32.000 lượt search và cái đây là độ tăng trưởng 50%, tức là mỗi tháng nó tăng trưởng thêm 50%. Đấy. Thì nếu như mà các anh chị mà bỏ quên cái kênh Youtube này, thì thật là đáng tiếc, đúng không ạ? Thì người ta search ở đâu? Người ta search ở đây này. Ví dụ người ta search người ta tìm máy pha cà phê này. Đấy. Đấy, thì người ta xem những cái gì? Đây. Ví dụ người ta cần mua máy pha cà phê đúng không ạ? Người ta sẽ cân nhắc. Anh chị nhìn thấy không? Đấy những sai lầm cần tránh đúng không ạ và review một cái mẫu máy nào đấy review review đó, trước khi người ta người ta mua hàng người ta sẽ lên người ta xem review và nếu như các anh chị xuất hiện ở đây em ví dụ như này các anh chị xuất hiện ở đây như này dụ đây là một cái kênh của các anh chị một cái kênh của anh chị và ở đây các anh chị để đường dẫn cho em về sản phẩm dịch vụ nó link đến website của các anh chị thì có phải là cái làm cái sự nhận diện về thương hiệu cho mình không ạ và nó còn có cả thể thậm chí là chuyển đổi thành sale bán hàng nữa Đấy. thì những cái nội dung như thế này nó hoàn toàn là không phải là những cái nội dung bán hàng mà là những cái nội dung thông tin hữu ích cho người dùng Đấy. thì đây chính là những cái chiến lược để chúng ta làm nội dung ở trên youtube nội dung ở trên youtube đúng không ạ Đấy. dù em check thêm một ngành nữa nhé sửa tủ lạnh ạ à? Đấy, các anh chị thấy không? Họ sẽ search là Đấy, nhiều không ạ? Trên YouTube nhá. Cách sửa tủ lạnh này. Đấy, sửa chữa tủ lạnh tại nhà, Đấy. cách sửa tủ không lạnh, Đấy. thì người dùng á khi mà người ta có nhu cầu mà tìm kiếm thông tin thì người ta cũng lên YouTube, người ta tìm rất là nhiều. Đấy. thì nếu như mà cái sản phẩm của các anh chị, các anh chị xây dựng một kênh YouTube, một kênh YouTube mà cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng như thế này và sau đó là các anh chị gắn Đấy, các anh chị nhìn thấy không các anh chị gắn thông tin sản phẩm đường link dẫn đến website hoặc là bán hàng của anh chị vào đây thì nó sẽ giúp tăng nhận diện thương hiệu có phải khách người ta xem xong người ta thấy tăng cái niềm tin đối với sản phẩm của anh chị và họ sẽ muốn vào để để đặt hàng đúng không ạ đấy thì đấy là kênh youtube chúng ta cần phải có chiến lược để chúng ta xây dựng thương hiệu thế thì cụ thể ở đây ý, những cái nội dung mà chúng ta chia sẻ ở trên kênh youtube này nó sẽ là những cái nội dung kiểu như thế nào Đấy. thế thì ở trên kênh youtube ý, thì nó sẽ có những cái nội dung như thế này để các anh chị có thể làm một là chúng ta có thể xây dựng cái tvc quảng cáo tvc quảng cáo ở đây là nó sẽ tiếp cận khách hàng cái giai đoạn nhận biết Đấy, giai đoạn gây sự chú ý giai đoạn nhận biết nó cũng sẽ giống như một bài post hay là một cái banner quảng cáo ở trên facebook hoặc là những cái phim về doanh nghiệp của anh chị ví dụ như là một cái phim ngắn tầm một phút đến ba phút về doanh nghiệp của anh chị để giúp khách hàng hiểu được về quy mô và lĩnh vực hoạt động của anh chị nó sẽ là những cái video viral cái này thì nó sẽ khó hơn và nó sẽ thường là dành cho doanh nghiệp lớn ví dụ hiện nay thì họ làm thì họ sẽ thường là kết hợp với lại các ca sĩ nghệ sĩ để họ sáng tác một bản nhạc nào đấy ví dụ như là của ạ Đấy, bài hát dụ như là đi để trở về chẳng hạn. Đó. Thì họ sẽ kết hợp với một ca sĩ nổi tiếng nào đấy họ làm thì cái này thì doanh nghiệp chúng ta không làm được. Nhưng mà hai cái trên thì các anh chị hoàn toàn có thể thuê để làm được. Và những cái nội dung mà các anh chị tự làm, ví dụ ở đây nó sẽ là video album sản phẩm. Ví dụ như là video hướng dẫn. Đấy, lúc đấy, lúc đấy em sẽ check cho anh chị toàn là video hướng dẫn đúng không Video review so sánh và những cái video feedback của khách hàng. Các anh chị cũng sẽ phải cần xây dựng anh Nguyễn Thành Trung hỏi về cách search số lượng tìm kiếm ạ. Thì thực ra cái này nó nó chỉ là một cái tool thôi anh ạ, một cái công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm thì cái này em sẽ chia sẻ thêm nhé Thì là sau này nếu mà các anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể inbox riêng em sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Nó là một công cụ tìm kiếm. Để các anh chị có thể có anh ạ. Cái này thì cái này là của nước ngoài. Thì bảng giá của nó là 2 triệu một tháng Đấy, một gói của nó 2 triệu một tháng nhưng mà nó có những cái gói mua chung thì nó chỉ tầm trăm rưỡi hai trăm một tháng thôi Đấy, thì em sẽ chia sẻ các cái tip này riêng cho các anh chị thì cái công cụ này ví dụ nhưng công cụ này nó chỉ giúp các anh chị lọc được là tìm kiếm ở trên YouTube nhé và trên Google thôi Đấy, và trên YouTube và trên Google thôi ngoài ra nó check ở trên Bing này Amazon này Đấy, trên một số nền tảng khác thì tuy nhiên là tuy nhiên là mình chỉ hầu hết là công cụ này chỉ quan tâm là trên Google và trên YouTube thôi đấy dụ như này còn ở trên Facebook nhá Facebook thì nó sẽ có một cái công cụ là Bumetric. thì công cụ này cũng mất tiền các anh chị ạ nó là công cụ social listening nó sẽ giúp các anh chị mà lấy được hết các cái dữ liệu của người dùng ở trên online dụ những cái mà nội dung mà người ta quan tâm về chủ đề ngành của các anh chị để giúp anh chị lấy, lấy thông tin để các anh chị à, xây dựng nội dung Tuy nhiên ấy, chúng ta phải có cái tư duy là như thế này Đó là từng kênh ấy, chúng ta làm cái gì Ở giai đoạn chúng ta làm cái gì Thì em ví dụ Ở cái giai đoạn nhận biết này Giai đoạn nhận biết này là khách hàng họ chưa biết về sản phẩm chúng ta Thì chúng ta không thể làm kênh search Google được Chúng ta không thể làm trên kênh search Google được Vì họ đâu có nhớ biết gì sản phẩm gì chúng ta đâu mà họ search đó. Thì ví dụ giai đoạn nhận biết thì cái kênh chính của chúng ta nó sẽ là phải kênh hiển thị hay nó gọi là GDN đấy. kênh hiển thị kênh hiển thị này thì nó sẽ có những cái kênh nào ví dụ nó sẽ là Facebook Facebook đây nó sẽ là bài post quảng cáo hoặc là video cái như cái này anh chị phải chạy quảng cáo nhé không thì họ không 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 nhìn thấy các anh chị được đúng không đấy hoặc là trên GDN CDN là banner banner của Google. Đấy, banner của Google. Banner của Google nó như thế này này. tìm cái banner Google cho các anh chị đây Ví dụ khi anh chị lướt đọc báo này anh chị sẽ nhìn thấy một cái banner ở bên cạnh như thế này đấy đây là một cái banner thì cái banner này nó có thể banner của Google banner này là của Ad Micro là của bên uh, cái này không phải của Google nhưng mà Google nó cũng hiểu kiểu như thế này đấy, thì trên Google nó khoảng uh, 2 triệu đối tác đó là các cái trang web họ cho đặt banner Đấy, ví dụ đây là một cái banner của Google. Đấy, thì nó sẽ hiển thị sản phẩm của anh chị tới mặt khách hàng để giúp tăng nhận diện thương hiệu. Được không ạ? Đấy, thì đấy là kênh GD. Và trên YouTube YouTube nó cũng là video quảng cáo. Ví dụ như này. Khi mà em đang xem một cái video như này. Ví dụ em em lên em nghe nhạc chẳng hạn. thì em sẽ nhìn thấy ở bên này Đấy, ví dụ đây là một cái banner này banner của Lazada này Đấy, hoặc là Đấy, ví dụ thì đây đây là những cái banner này, à, những cái quảng cáo này, đấy, mọi người nhìn có chữ quảng cáo quảng cáo này, đấy thì đấy là những cái quảng cáo hiển thị ở trên YouTube. Đấy, ví dụ em vào một cái nội dung, đấy thì thì đây là một cái quảng cáo này, quảng cáo trên YouTube này. Trước khi vào một video nào mọi người sẽ nhìn thấy quảng cáo, thì đấy là những cái tiếp cận khách hàng ở giai đoạn nhận biết này. Đấy. Và cái thông điệp ở cái giai đoạn này cái thông điệp đó. thông điệp là biết tới sản phẩm và dịch vụ hoặc là công ty của anh chị thôi đấy thì giai đoạn này cái thông điệp chúng ta chỉ dừng ở giai đoạn đó thôi đấy chứ chúng ta không kỳ vọng mà chúng ta bán hàng ở giai đoạn này các anh chị nhé tiếp theo là đến cái giai đoạn giai đoạn hiểu thì lúc này khách hàng họ sẽ làm gì ạ họ sẽ đi tìm các anh chị giai đoạn hiểu là khách hàng tìm kiếm thông tin background về sản phẩm dịch vụ đấy thì như em nói lúc nãy thì họ sẽ lên google họ search họ lên họ google họ search họ search ví dụ như này chẳng hạn đấy họ sẽ xem đánh giá để trước khi họ vào mua thì họ quay ra họ là search Google họ sẽ quay ra Facebook họ tìm kiếm thông tin họ xem review review Facebook thì nó sẽ ở đâu họ sẽ ở trong các cái hội nhóm họ sẽ ở trong các cái hội nhóm mọi người ạ ví dụ như là Đấy, ví dụ hội như này họ sẽ vào để họ xem review xem là Đấy, mình nhìn thấy không họ sẽ xem review Đấy, thì sẽ là xem review thì sẽ là group Facebook thì lúc này các anh chị cũng sẽ phải xây dựng group cộng đồng group Facebook thứ ba nữa là họ sẽ lên YouTube Họ xem video review, đấy, giống như lúc là em search rồi đúng không ạ, đấy. Đấy. đấy, đấy, thì các anh chị cũng phải xây dựng cái content như thế này ở trên kênh này, thì cái giai đoạn này ấy, là mình, cái cái content ấy, content nó sẽ là những cái nội dung hữu ích, cái thông tin sản phẩm. dịch vụ Đấy, của anh chị khi mà họ đã quyết định họ ok họ thấy họ muốn mua về sản phẩm dịch vụ của anh chị rồi họ sẽ đến giai đoạn tin tức là họ sẽ search về công ty của anh chị search về thương hiệu xem có uy tín không ví dụ họ sẽ search thì giai đoạn này thì các anh chị cần xuất hiện ở đâu xuất hiện ở đâu thì dạy là này họ cũng nên Google họ search Đấy. Ví dụ họ sẽ search là à có uy tín không hay là có lừa đảo không đúng không ạ dụ em search này hoàng hà mobile đấy đấy mọi người thấy không đây là cái từ khóa khách hàng người ta search này nó gợi ý này đấy. có tốt không này có uy tín không này Đấy có lừa đảo không này? Đấy mọi người thấy người ta sớt về thương hiệu. thì, thì lúc đó ấy đấy. Thứ nhất là mọi người sẽ phải xuất hiện ở đâu ạ? Trên các cái diễn đàn. Mọi người phải mua những cái bài sitting review ở trên diễn đàn. Hoặc là sẽ có những cái bài ở trên website của chúng ta. Đấy, lúc này họ sẽ vào thẳng thương hiệu của chúng ta họ xem họ xem website. Vậy thì website của chúng ta sẽ phải sẽ phải cung cấp những cái thông tin để họ cảm thấy uy tín. Ví dụ khi họ vào một trang web thì họ phải xem được về cái quy mô công ty. Đấy, nhà xưởng, quy mô công ty như thế này. Đấy, hoặc những cái đối tác, khách hàng. Đấy. Những cái sản phẩm, những cái bằng chứng, bằng khen. Đấy. Những cái này mọi người làm web mọi người hay thấy thường hay có đúng không ạ? Những cái này để củng cố cái niềm tin của khách hàng. Ngoài ra là họ sẽ đọc trên báo chí về chúng ta Đấy, họ sẽ đọc trên báo chí ví dụ cái tinh tế này là một kênh này Đấy, ngoài ra nếu như ví dụ chúng ta book khoảng độ tầm 10 bài báo ở trên các báo Việt Nam Net, dân trí VN Express để tăng cái niềm tin của khách hàng lên đúng không ạ một search thì họ sẽ vào website Đấy. họ sẽ xem kênh báo Đấy. họ sẽ lên cả Facebook xem review họ vào fanpage để họ xem đánh giá Đấy. thì những cái content ở giai đoạn này chúng ta phải cung cấp cho họ đó là những cái bài những cái bài pr những cái bài sitting về thương hiệu Đấy. để tăng trải nghiệm của họ đúng không ạ Đấy, thì đây là một số cái chiến lược mà để xây dựng ở trên các cái nền tảng. Đấy. Thì nói ngắn gọn như thế này thôi. Nhưng mà để xây dựng dụ ở trên Facebook như thế nào, Google như thế nào, YouTube như thế nào, thì nó lại là một câu chuyện rất là dài. Nó là một câu chuyện rất là dài. Nhưng hôm nay em chỉ muốn chia sẻ với các anh chị cái điều mà chúng ta cần phải xác định đó là chúng ta phải xác định được các cái giai đoạn nhận thức của khách hàng và tương ứng với mỗi giai đoạn này thì khách hàng họ sẽ xuất hiện trên những cái kênh nào? Nó xuất hiện trên kênh nào? Ví dụ ở giai đoạn nhận biết này mà chúng ta làm SEO web thì chắc chắn là không để làm gì cả. Khách hàng đâu có shop thì chúng ta. Đấy, mà SEO web nó ở cái giai đoạn này. Đấy. Hoặc là chúng ta chỉ làm SEO web thôi mà chúng ta không làm báo chí, chúng ta không búc báo. Chúng ta không làm uh, PR, không làm seeding. Thì khi khách hàng họ tìm về thông tin về công ty họ không thấy có thì thì nó cũng sẽ giảm cái uy tín của các anh chị. Đấy. thì thương hiệu ở trên online chúng ta xây dựng nó chỉ là từng này thôi nó chỉ là từng này bước thôi từng này giai đoạn thôi Đấy. và xây dựng những cái này thì nó có tốn chi phí không thì em xin thưa rằng là nó nó hoàn toàn có thể phù hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại sao lại như vậy bởi vì các cái kênh online ấy, nó có một điểm ưu việt là các anh chị nhiều tiền các anh chị cũng chạy được mà ít tiền các anh chị cũng chạy được Đấy. nhiều tiền thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều người mà ít tiền thì chúng ta tiếp cận ít người nhưng mà thông điệp của chúng ta thì hoàn hoàn toàn là chúng ta có thể chủ động được và thông điệp rất rõ ràng. Còn nó ngược với kênh truyền thống. Ví dụ các anh chị book một bài quảng cáo ở trên truyền hình hay là trên thời sự nó vài trăm triệu đúng không ạ chạy 30 giây vài trăm triệu vèo phát hết thông điệp không biết là khách hàng có nhớ được hay không Đấy, mà các anh chị làm sao có thể phân nhỏ các anh chị có thể phân nhỏ thành từng các giai đoạn như thế này được đúng không ạ Đấy. Thì đây là cái ưu việt của những cái kênh online mà các anh chị có thể làm. Đấy. Có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Các anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? À vâng anh hậu trần xin file của em thực ra cái file này nó chỉ là một cái file em để mua để sâu cho mọi người xem thôi thì để mà triển khai rộng những cái file này hơn ý thì em ví dụ như này em có sẽ có tài liệu ví dụ ở trên facebook thì cái chiến lược content của chúng ta như thế nào hoặc là ở trên google chúng ta làm seo thì cái chiến lược content của chúng ta như thế nào hay là chiến lược xây dựng một kênh youtube như thế nào thì nó sẽ là những cái tài liệu riêng lẻ và nó sẽ khá là dài dòng Đấy, thì em sẽ xin phép được chia sẻ tới các anh chị được không ạ thì sau buổi hôm nay thì các anh chị inbox riêng em thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị được không ạ bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số cái cái chiến lược của các kênh mà các bên họ lớn họ đang làm nhé ví dụ như này chúng ta có thế giới di động thì ở đây có một cái công cụ để checking được cái code của họ à cái, cái web của họ là như thế nào cái nội dung của họ như thế nào thì đấy khi mà mình nhập vào cái công cụ này thì nó sẽ sâu ra các cái dữ liệu về website của họ ví dụ một tháng thì họ có khoảng độ 60 triệu traffic vào website đấy. đấy. mỗi người vào web thì ở lại trên trên trang nó đọc khoảng độ 3 đến 4 trang khác một cái thời gian mà họ ở trên trang nó sẽ khoảng 3 phút rưỡi đấy. Và ở đây ấy, phân tích cái web của thế giới rộng hạn thì cái nguồn mọi người nhìn cái nguồn uh, lượng truy cập ấy phần lớn sẽ đến từ shop sẽ đến từ search, đến từ search. Đấy, mọi người thấy không ạ tức là nó nói lên một cái điều là content ở trên web ấy, khi chúng ta làm ấy thì nó sẽ hầu hết nó sẽ là content sale tức là chúng ta làm website là chúng ta phải làm sale phải làm seo ok không ạ? đấy còn dựa đây họ có 13 phần trăm là direct direct tức là search thẳng tên thương hiệu thế giới di động để vào ấy thương hiệu của họ rất là mạnh, thương hiệu của họ rất là mạnh. thì đây là những cái các cái kênh mà từ các nguồn traffic mà từ các uh, kênh social nó đổ về website của họ thì lớn nhất nó sẽ là các kênh về facebook và youtube, những kênh khác ít hơn. đấy mọi người thấy không ạ cho nên ý ở việt nam ý thực ra là làm thương hiệu thì nó sẽ có ba cái nền tảng chính mà tất cả các doanh nghiệp chúng ta cần phải tối ưu đó là website, Facebook và YouTube. Đấy. Thì những cái content ở trên của thế giới di động ấy, mọi người sẽ thấy là họ viết rất nhiều các cái content. Rất nhiều cái content về về thông tin sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cung cấp thêm những cái thông tin hữu ích cho khách hàng để làm gì ạ để họ tăng cái traffic vào web và từ đó là tăng cái nhận diện thương hiệu em ví dụ như này họ anh chị search những cái từ ví dụ như thế này anh chị thấy thế giới động tô một luôn không đấy thì những cái từ khóa như thế này thì tại sao thế giới di động nó lại viết mặc dù là những cái từ này nó chẳng liên quan gì đến điện thoại cả những người cái search này mục đích là một người chỉ muốn lập tích Zalo chứ mọi người không muốn vào để mọi người mua điện thoại đúng không ạ? Thế thì thế di động nó tư duy như này, nó tư duy như này. Nếu ấy, các anh chị, đợi em chút nhá, đợi em chút. thì họ tư duy như thế này khách hàng có phải lúc đấy các anh chị xem là khách hàng ấy trước khi mà họ đến cái giai đoạn mua hàng ấy họ trải qua rất là nhiều giai đoạn trung gian đó là nhận biết và họ cân nhắc về sản phẩm dịch vụ của chúng ta đúng không ạ nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm viết bài ở cái giai đoạn đáy của cái phễu này này mọi người nhìn ở đáy của cái phễu này tức là giai đoạn bán hàng ấy thì về độ nhận diện thương hiệu của chúng ta sẽ rất là thấp sẽ rất là thấp mà hành vi của khách hàng hiện nay ở trên online đó là họ sớt một phát em ví dụ như này họ sớt này ví dụ em muốn uh, mua máy lọc nước ví dụ em mua máy lọc nước này em sớt một phát em nhìn thấy ba ông một là ông điện máy xanh này em bấm vào ông shopee em bấm vào à, máy lọc nước này em bấm vào nữa ông bed bát em lại bấm vào nữa đấy và em ngồi em xem, em ba ông này sản phẩm ông nào tốt hơn, giá rẻ hơn, đấy và thương hiệu ông nào mà em cảm thấy uy tín hơn thì em sẽ quyết định mua hàng và em sẽ tắt những ông còn lại đi, đúng không? đấy sẽ tắt những ông còn lại đi và em sẽ quyết định mua hàng. do vậy là cái cái hình ảnh, cái việc xây dựng thương hiệu trong tâm trí khách hàng nó cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn việc chốt sale của mọi người. Thì nếu mà chúng ta chỉ tiếp cận khách hàng ở cái giai đoạn cuối cùng này thôi giai đoạn cuối cùng của đáy phễu thì cái tỷ lệ chốt sale của chúng ta sẽ rất là thấp mặc dù là chúng ta cũng phải bỏ rất là nhiều tiền để chúng ta hiển thị tới mặt khách hàng bằng những cái quảng cáo như thế này Đấy. thế thì ví dụ như bọn thế giới di động thì nó sẽ tư duy như thế này nó bán điện thoại di động thì đối tượng khách hàng của nó là ai nó sẽ có dân công sở, dân văn phòng, nó sẽ có học sinh, sinh viên, nó sẽ có những người chơi game, những những bạn mà là streamer, đấy và những dụ những bà nội trợ nữa. đấy. Thế thì họ sẽ tư duy là nếu như bây giờ họ chỉ viết những cái content mà suốt ngày về bán điện thoại. Thì họ chỉ chốt được khách hàng cái đáy phễu này thôi. Mà bây giờ họ muốn mở rộng thương hiệu. Họ muốn nhận diện được khách hàng để khách hàng rộng hơn. Thì họ phải viết những cái nội dung mà khách hàng quan tâm. Ví dụ, những cái dân văn phòng của chúng ta ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến những vấn đề. Ví dụ như là Excel. Về Word. Đúng ạ. Về uh, những cái ứng dụng chat trên mạng. Ví dụ như là Zalo. Đấy, hay là Facebook. Đấy thì do đó họ viết những cái content liên quan đến cái nội dung mà người dùng quan tâm Đấy. thì trong những cái nội dung này họ sẽ cài cắm về thương hiệu của họ từ đó nó sẽ giúp tăng nhận diện thương hiệu Đấy. mọi người hiểu chiến lược của họ chưa ạ hoặc là ví dụ những cái người mà chơi game như thế này Đấy. thì sẽ quan tâm đến những vấn đề gì ạ có phải là tải game bạn rồi những là nạp thẻ đúng không ạ thì họ sẽ viết về những cái content như thế này Đấy. Đấy. em ví dụ luôn nhá mọi người search thử mọi người sẽ search thử này Đấy. tải game này phải tài mọi người sớt phát thấy thì giới động tô một luôn không? Đấy rõ ràng là họ đâu có bán game hay là họ họ có làm game đâu nhưng mà họ viết những cái content này mục đích là gì đấy vào pháp nhìn thấy thế sẽ động đập vào mặt xong đọc bài đọc bài đúng không ạ đấy họ sẽ cài cắm những cái những cái nhận diện của họ đấy tự những sản phẩm này khách hàng họ sẽ không mua ngay đâu mọi người không mua ngay ở giai đoạn này không có ai là search cái cách tải game này mà lại bấm vào mua laptop cả nhưng mà gì nó sẽ đập vào mắt khách hàng một lần người ta nhớ và mọi người nhớ một cái điều như này nhé một cái sản phẩm thương hiệu ấy khi hiển thị tới mặt khách hàng 8 lần thì khách hàng họ sẽ có gợi nhớ một chút về sản phẩm của chúng ta và phải ít nhất 20 lần thì khách hàng mới nhớ về cái thương hiệu đấy. đấy phải 20 lần mọi người nhé. Cho nên là cái chiến lược là chúng ta phải làm sao để xuất hiện trước mặt khách hàng độ phủ và tần suất càng nhiều càng tốt. Đấy. Thì cái này nó là nó sẽ liên quan đến là độ phủ và tần suất nó là hai cái yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta làm thương hiệu cho nên là ví dụ ở trên website thì chiến lược của họ sẽ là xây dựng những content làm sao để độ phủ rộng nhất tới nhiều khách hàng nhất đấy và để khách hàng search cái nội dung gì họ cũng ra top một để cái thương hiệu nó cứ lặp đi lặp lại đến lúc chúng ta mua điện thoại để chúng ta nhớ đến thời di rộng, Đấy, Điều chiến lược của chúng ta của họ là như vậy Đấy. Và tương tự ở trên cái kênh Youtube này Youtube này cũng vậy chưa? Youtube này cũng vậy Ở trên Facebook Facebook thì nó sẽ là một cái nền tảng như thế này Nền tảng nó sẽ thiên về Nó thiên về giải trí Cái content ấy Nó sẽ thiên về giải trí Giải trí nhiều hơn Và do đó Và cái thằng Facebook ấy thì cái cơ chế của Facebook là nó cũng sẽ ưu tiên những cái nội dung mà người dùng thích. Đấy. Người dùng thích thì nó sẽ phân phối nhiều hơn. Mà người dùng thì thích giải trí, do đó là chúng ta phải liên tục phải sáng tạo những cái content ở trên Facebook nó phải mang tính sáng tạo nó sẽ hoàn toàn khác với những cái nội dung ở trên website những cái nội dung ở trên website thì nó sẽ mang tính là hữu ích và học tập nhiều hơn còn nội dung ở trên Facebook nó sẽ mang tính giải trí và sáng tạo nhiều hơn do đó là cái việc sản xuất nội dung ở trên Facebook hay là những kênh sâu sổ ấy nó sẽ khó ở trên ở trên website nó khó hơn Đấy. thì cái content ở trên Facebook này thì em sẽ có một slide để gợi ý cho mọi người nó có khoảng độ 40 cái ý tưởng để chúng ta làm content ở trên Facebook. Đấy. Đúng không ạ? Thì cái này sẽ gửi lại mọi người sau. Gửi lại mọi người sau. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Bài chia sẻ hôm nay của em thì có lẽ là tạm dừng ở đây thôi. Bởi vì là trong thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì không thể nói quá nhiều. Quá sâu về những cái chi tiết, những cái thực hành nó ra làm sao Mà chỉ có thể chia sẻ mọi người về vấn đề là chiến lược Chiến lược là Chúng ta từng kênh, chúng ta tư duy và chúng ta định hướng như thế nào Đấy. Còn cụ thể, cụ thể nếu mọi người muốn về kỹ thuật xây dựng từng kênh nhé Thì mọi người hãy inbox em riêng, được không ạ? Đấy. Ai có câu hỏi gì không ạ? Ai có câu hỏi gì dành cho em hôm nay không ạ? À vâng, chị Đoàn Hà hỏi em là các cái hoạt động này nên tự triển khai hay phân marketing outsource? thì uh, em xin chia sẻ với chị như thế này. Uh, tức là mỗi cách thì nó sẽ có những cái ưu nhược khác nhau. Nếu như mà nó sẽ phụ thuộc vào ngân sách, ngân sách của chị. Nếu như mà chị có ngân sách đủ lớn thì chị cũng có thể thuê agency, chị cũng có thể thuê agency làm thì có nhiều đơn vị agency họ làm rất chuyên nghiệp ví dụ như là về ví dụ nội dung ở trên youtube trên video Đấy, thì nếu mà chị cần chuyên nghiệp thì chị có nên thuê agency làm những cái kiểu tvc quảng cáo em ví dụ như này tvc quảng cáo thì chắc chắn là phải Đấy, thì những cái tvc như này thì chắc chắn là chị phải thuê agency làm chứ mình không thể tự làm được. đấy. Thế còn những cái nội dung mà nó mang tính là review của khách hàng thì chị hoàn toàn chị có thể tự làm được. đấy. mình quay đơn thuần thôi. Đấy, những cái nội dung như là review. đây những cái nội dung như này thì doanh nghiệp mình tự làm. đấy. mọi người thấy không ạ? họ chỉ đặt một cái cái máy và họ đặt camera fix như này để họ review thôi. Đấy, thì nội dung này mình hoàn toàn nên làm tự làm dụ làm uh, nội dung ở trên seo chẳng hạn seo website chẳng hạn seo website thì nó bài toán nó như này nếu mà chị thuê một agency họ làm ấy thì họ hoàn toàn có thể họ đáp ứng cho chị, chị được cái kpi là họ sẽ seo cho chị lên top thì lên top được nhưng chưa chắc bán hàng được Đấy. bởi vì sao bởi vì cái content của agency họ viết ý, nó sẽ hơi mang tính công nghiệp một chút họ sẽ không thể nào hiểu rõ sản phẩm dịch vụ bằng bản thân chị được Đấy. họ sẽ viết theo nó sẽ hơi phổ thông một chút và họ sẽ có những cái kỹ thuật để đẩy website chị lên tốt tuy nhiên như em nói lên được tốt nó chưa chắc bán được hàng vì vấn đề là về độ phủ thương hiệu ấy thì những cái bài viết mà nó sẽ liên quan đến thương hiệu hay là chia sẻ thông tin ấy về nội bộ doanh nghiệp ý, về sản phẩm ý, thì chị nên tự viết chị nên tự viết cái đấy nó sẽ tiết kiệm tiết kiệm và chi phí cho chị mà nó lại hiệu quả hơn bởi vì không ai hiểu sản phẩm dịch vụ bằng bằng bên chị cả bản thân chị cả đấy, chưa? đấy Facebook thì cũng như vậy Facebook cũng như vậy thì ví dụ như Facebook thì chị có thuê bên ngoài họ chạy quảng cáo thì họ chỉ chạy cho họ có chị được cái dụ giá rẻ hoặc là được nhiều like thôi nhưng mà cái nội dung đấy nó có thực sự hữu ích thực sự truyền uh, um, được tới cái khách hàng cái thông điệp không ấy thì chắc chắn là nó sẽ không thể bằng là chị tự làm được nên là cái vấn đề mà làm thương hiệu này thì tốt nhất là chị nên cần phải có đội in house để làm đấy và tùy vào nguồn lực của mình thì mình sẽ xác định là như này là mình phân bổ nguồn lực ra và mình làm kênh nào trước, kênh nào sau, hoặc là năm nay mình làm kênh này, Tháng năm kênh ổn thì mình làm kênh khác, thế là mình phân chia nguồn lực, phân chia ngân sách của mình. Đấy. Anh, anh kiến trúc sư võ lực anh hỏi em là làm thế nào để biết một website hoạt động có hiệu quả hay không? Cái câu hỏi này nó sẽ hơi mang tính chung chung, thì bởi vì cái mục tiêu của website ấy thì như em nói ban đầu ấy, cái content của website nó sẽ là content seo thì cái website của anh nếu mà nó hiệu quả ấy, thì đầu tiên ấy, nó phải lực lên tốt với nhiều từ khóa đấy, thì cái này hoàn toàn là trách được nó có tu để trách được nếu như web anh làm seo thì anh sẽ biết và thứ hai là cái nội dung đấy nó phải đúng với lại mục đích tìm kiếm của người dùng và nó cung cấp giá trị hữu ích và nó giúp gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng mục tiêu nó phụ thuộc vào cái nội dung ở trên website đó của anh đấy, nó sẽ có hai yếu tố như vậy thì sẽ để đánh giá là um, website đó, chất lượng hay không hiệu quả tốt với lại doanh nghiệp hay không đấy, còn hoạt động của đây thì em chưa hiểu làm ý anh dụ như là hoạt động là là nó chạy tốt hay không hay chạy mượt hay không à về mặt kỹ thuật à? hay sao website anh vâng cái này thì anh anh inbox em à ok anh anh gửi ở đây thôi rồi em em review nhanh cho anh nhé để xem website của anh như thế nào nhé. Ô 2 nhà xanh. Ấy. Web. Đấy. Của anh là làm kiến trúc sư đúng không ạ? Vâng. Cái web này của anh nó hơi bị chậm anh nhé. Để đầu tiên ý, tiêu chuẩn của website về mặt kỹ thuật ý, là khi vào ấy nó phải loát dưới 3 giây. Lâu nhất là 3 giây, không thì thường là phải 1 đến 2 giây. Thì nguyên nhân ý, nó do cái banner này của anh. Có thể là cái banner của anh nó hơi nặng nên là loát nó hơi lâu đấy banner của anh anh đang để này độ phân giải 1920 x 1300 tức là cái, cái độ phân giải này nó khá là lớn đấy ạ thì khi mà để nó loát được một cái ảnh to như này thì nó rất là nặng nó tốn tài nguyên tốn dung lượng nó loát lâu mà bây giờ khách hàng người ta vào mà thấy web anh loát lâu là người ta đi ra luôn đấy thì ở đầu tiên là ví dụ về mặt kỹ thuật ở trên web anh cái ảnh này anh thì cần phải tối ưu để làm sao để nó loát được nhanh hơn tức là anh nén nó lại vì là em biết là kiến trúc sư thì anh sẽ cần những cái ảnh chất lượng cao, nhưng đó là những cái ảnh mà anh gửi cho khách ấy. Còn ở trên web này thì cái hành vi của khách bây giờ ấy thì em nói là 80% người dùng là người ta sử dụng bản ở trên mobile. Người ta dùng ở trên mobile ấy. thì mobile thì giao diện nó bé như này. Đấy, thì cái ảnh này của anh ấy dù có độ phân giải lớn hay nhỏ ấy, thì mắt thường người ta không nhận biết được. Nên anh để cái ảnh nó độ phân giải thấp thôi thì nó sẽ giúp cái web của anh nó load nhanh hơn. Đấy là đầu tiên về về cảm quan người dùng nhá Khi mà mình vào một cái website. Đấy, nhìn thấy cái, cái ảnh nó loát mãi, nó không ra đúng không? Đấy. Thứ hai đó là về nội dung của website. Thì ngoài những cái đấy, ngoài những cái thông tin cơ bản của website của anh là về công ty này, về sản phẩm dịch vụ này, thì anh sẽ phải có cái phần phần về kiến thức. Đấy, dụ ở đây này. Đấy. Những cái bài viết này như này của anh Đúng không ạ Để nó giúp Khách hàng người ta tìm kiếm thông tin background Và trong những cái bài viết này của anh Thì anh phải hiển thị thương hiệu lên đây Ok ở đây những cái ảnh của anh có đóng logo này Có hiển thị uh, hotline này đấy. đấy Và cuối cùng chất trang thì anh có Có về thông tin đấy. Em thấy web này anh làm khá tốt đấy chứ còn em chưa trách được là seo của anh thì cái web này nó tốt bao nhiêu từ khóa cái <laughs> này chắc là anh có thuê làm seo anh có thuê làm seo em chưa trách được em đấy. đấy như 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 ở bên anh kiến trúc sư này là anh ấy làm là có tư duy đấy tư duy về web này thì chưa có dữ liệu chắc là web này traffic còn thấp chưa có dữ liệu nhiều về cái web này Đồ đây web của anh này đấy. thì cái này em sẽ check sau cho anh nhé về mặt kỹ thuật đấy về mặt kỹ thuật Ủa yes. sau cái web của anh uh, trang chủ nó lại uh, hai link này Bây em bấm vào đây là nó bị <laughs> đúng không Ok anh đang xây dựng vâng không nhưng mà em thấy anh là đầu tiên là anh có tư duy là anh viết những cái bài thông tin cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách là rất tốt nhưng cái bài này ấy, anh sẽ phải viết theo cái bộ từ khóa mà khách hàng người ta tìm kiếm tức là người ta tìm cái gì thì anh viết cái đấy thì người ta mới thấy web của anh để vào chứ những cái nội dung này của anh nếu mà chỉ là anh viết theo suy nghĩ của anh ấy mà nó không phải theo một cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm ấy thì người ta sẽ anh không có người nào vào xem đâu nó giống như là bài trên báo ấy những cái tin tức trên báo người ta viết ấy, nó sẽ không theo keyword nào đấy thì ví dụ như của anh là kiến kiến trúc đúng không đấy nha của anh là nhà biệt thự đúng không nhà biệt thự đấy thì nó có cái công cụ em chép với nhà biệt thự này biết là người ta tìm kiếm những cái những cái từ khóa gì ở ở trên trên online thì anh mới viết theo những cái bụng từ khóa đó thì anh mới có người dùng vào. Đấy ví dụ người ta search là mẫu nhà biệt thự đẹp này. Đấy thế thì anh phải có một cái bài viết là ví dụ như là top 50 mẫu nhà biệt thự đẹp giá chỉ từ 100 triệu hạn, ví dụ đấy. Hoặc là biệt thự nhà vườn hai tầng này. Đấy thì những cái từ khóa anh sẽ phải viết như này. Anh có thể viết theo những cái mà người dùng tìm kiếm chứ không phải là viết theo những cái từ mà anh nghĩ. Những cái từ mà anh nghĩ có thể là cái cái bài này anh viết ra nội dung rất là hay nhưng không ai người ta search cái từ này cả thì web anh làm gì có ai vào đọc không có ai vào đọc thì đúng không thì nó không có giá trị gì cả đúng chưa thì nếu như anh làm seo thì anh tự làm hay là anh có nhân viên làm cho anh 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 võ lực anh tự làm hay là anh có nhân viên làm cho anh đấy. anh có nhân viên đúng không ạ thì chắc là các bạn ấy sẽ phải hiểu về seo đấy thì anh hỏi các bạn ấy các bạn ấy phải viết theo bộ từ khóa seo cho anh Đấy. Chứ không phải là các bạn đi viết uh, theo uh, tự mình nghĩ ra chủ đề đâu. Được chưa ạ? Em sẽ xem tiếp của screen. Bên này là làm về dịch vụ tư vấn. Tư vấn quy hoạch thiết kế cảnh quan kiến trúc, thiết kế nội thất. Hôm nay nhiều anh chị làm về nội thất nhỉ? Ok, web này em vào mà sao nó đen xì đấy ạ? Chỗ này nó là cái banner hay nó là cái gì ạ? Nó mãi nó chưa hiện ra cái gì ở đây. À video ạ. Ồ. Oh, video mà chỗ này chắc là nó đang bị lỗi hay là như thế nào đấy. Sao nó không hiện ra nhỉ. Đấy. Thì. Ok. Đấy nó hiện ra video rồi. Đấy, thì mọi người lưu ý nhé. Mọi người lưu ý như thế này. Khi chúng ta dụ làm website. Chúng ta mất rất nhiều công chúng ta làm cái website. thế Nhưng mà những cái gọi là UX, UI. Tức là trải nghiệm người dùng ấy. Khi mà người ta bước chân vào website của anh chị cái điều đầu tiên nó là tốc độ loát trang tức là gì website nó phải nhanh bây giờ là người ta thời đại bây giờ người ta cần nhanh Đấy, chứ không phải như web ngày xưa loát mãi không ra một cái trang thì anh phải xem anh tối ưu ừ. lại dụ cái video này anh nén lại hoặc là anh vứt lên youtube anh chỉ xe cái link về đây thôi Đấy, còn anh em bé tức là anh nhúng cái video như thế này thì thường cái video nó sẽ khá là nặng nó sẽ khá là nặng và thứ hai là mọi người phải lưu ý cho em là thiết kế giao diện ưu tiên ở trên mobile bởi vì sao ạ? Người dùng ngày nay là 80% ở trên mobile Thì mình phải thiết kế giao diện trên mobile Mobile của mọi người là giao diện dọc như thế này đúng không? Chứ không phải giao diện ngang Thì các ảnh mọi người phải ưu tiên là hình chữ nhật đứng Hoặc là hình vuông đấy Ví dụ như là anh nhìn cái giao diện này ở trên mobile Em loát lại nhé, em loát trên mobile xem đấy. Mà nó vẫn nhỏ như thế này Thì rõ ràng là anh nhìn thấy là nó chưa tối ưu đấy Có phải là lúc mà mình xem ở trên điện, máy tính thì nó to ngang như này mình xem rất đẹp ok nhưng mà lên mobile mà cái video của anh nhỏ tí như này thì ta nhìn người ta chả nhìn thấy cái thông điệp gì mất công anh làm mà đây em lót mãi nó chưa ra được cái mobile à cái 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 video cái video này của anh hơi bị nặng đấy lót mãi mà chưa ra được cái video được chưa cái mobile đây là giao diện demo cái giao diện mobile này Mấy mọi người nhìn này đấy iPhone 12 này đấy iPad này đấy các giao diện Pixel năm Đấy, thì cái 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 màn hình này của anh nó thêm bài nó phải là hình vuông hoặc là hình vuông à hình hình hình, hình dọc cửa thép ống ạ cửa thép ống ok chị ui anh này anh lại còn cả làm hiệu ứng rơi nữa <laughs> thì những cái cái này có hiệu ứng <laughs> thì những cái hiệu ứng như này là nó sẽ làm cái web anh nó chậm nó nặng hơn ạ Ok, đây anh này có các cái chứng chỉ này đội ngũ nhân sự này, Ok là những cái này giúp gia tăng niềm tin của khách hàng khi họ vào web, đấy, Ví dụ anh anh cần có cái phần là viết về kiến thức, ấy. tại sao mà chúng ta phải có những cái phần mà viết về kiến thức nền ấy? vì khi mà họ khách hàng họ tìm kiếm thông tin, ấy, và họ đọc một website của chúng ta, ấy, thì ngoài cái việc là tăng cái cái phễu cái traffic tiếp cận nhiều khách hàng, ấy, nó sẽ giúp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng là ả à, Tôi xuất cái thông tin nào về cái ngành này Ông này cũng lên top 1 Cũng ra ông này Chứng tỏ là ông này là một chuyên gia trong cái ngành này Cho nên là tôi tìm sản phẩm Tôi đặt sản phẩm dịch vụ của ông này là yên tâm Đấy Mọi người hiểu cái ý nghĩa của cái việc là chúng ta viết những cái bài từ khóa thông tin ấy. Những cái bài Bài thông tin là Nó ý nghĩa của nó là như vậy Chứ không phải viết ra để cho vui, cho khách đọc cho vui đâu ạ Chị muốn xuất từ khóa thép ống á <laughs> cái này thì nó nó liên quan nhiều đến SEO hơn chị ạ, thế nó liên quan nhiều đến sale thì em cứ nghĩ là trong này thì hầu hết là các anh chị chủ doanh nghiệp là các anh chị uh, sẽ quan tâm nhiều đến chiến lược, nhưng mà không các anh chị lại quan tâm rất là nhiều đến uh, kỹ thuật như vậy, ống thì đây là những cái từ khóa mà người dùng tìm kiếm ở trên Google trung bình trong một tháng, Đấy. qua các tháng trong năm. Đấy, tổng lượng sớt nó khoảng hơn 20 000 lượng sớt. Nó khoảng độ hơn 500 từ khóa nói về cái chủ đề thép ống này. Đấy. Và cái lượng sớt của hàng tháng đây. Thì dựa vào cái những cái từ khóa như này thì lượng lượng này chúng ta sẽ biết được là website chúng ta cần xây dựng những bài viết theo các chủ đề từ khóa như thế này. Đúng không ạ? Dạ vâng. ok ạ các anh chị ở đây nhá hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị là chúng ta phải tư duy tư duy là chúng ta xây dựng thương hiệu của chúng ta ở trên trên các kênh nó một cách toàn diện tức là qua các cái giai đoạn người dùng như thế này có cái giai đoạn người dùng như thế này chứ không phải chúng ta chỉ nghĩ là à web của tôi là tôi phải làm sale này hay là à tôi phải làm youtube này hay là à tôi phải lập fanpage này Đấy, mà mọi người phải tư duy là à, từng cái kênh đó từng cái điểm chạm đó thì cái vai trò của nó là gì trong cái hành trình trong cái các cái giai đoạn nhận thức của khách hàng như thế này đấy và chúng ta sẽ quyết định là chúng ta um, triển khai ở cái giai đoạn nào đúng không ạ ví dụ như năm nay ngân sách của chúng ta là chúng ta có sản phẩm mới thì chúng ta triển khai ở giai đoạn biết và hiểu này đấy. sang năm là chúng ta sẽ chạy một chiến dịch về gia tăng niềm tin này đấy hoặc là chúng ta đã có khách hàng rồi chúng ta sẽ chạy một chiến dịch để gia tăng trải nghiệm của khách hàng cũ đấy để chiên khách hàng chẳng hạn để giúp khách hàng quay lại mua hàng nhiều hơn thì ở giai đoạn yêu này Đấy. trang nào để tìm đây ạ, em sẽ có cái này cho anh luôn nhá cái cụm từ này công cụ uh, nghiên cứu từ khóa website đấy công cụ này thì anh mua thì nó đấy, nó có bảng giá đấy còn ngoài ra thì Em mua qua bên thứ ba tức là nó kiểu là mua chung ấy. Mua chung cho rẻ Đấy thì là cái này. Nó chỉ vào khoảng 200k một tháng thôi. Đúng không ạ? Dạ vâng, chị chị Hoa ở bên sàn gỗ tự nhiên ạ, số điện thoại của em. Ok ạ. Vâng. Đấy, mọi người có câu hỏi đúng không mọi người uh, có câu hỏi về chiến lược về uh, nội dung ý, về content ấy thì mọi người nên hỏi em tư duy em em trả lời mọi người thì nó sẽ tốt hơn là việc mọi người hỏi sâu về sale như này có <laughs> vẻ anh chị rất hào hứng về sale đúng không ạ làm sao em sẽ có một chủ đề cho mọi người để về xây dựng nội dung ở trên website như nào cho chuẩn sale nhé chuẩn sale đúng không ạ dạ vâng đây số điện thoại của em là thì anh chị có thể inbox zalo em sẽ hỗ trợ các anh chị nhé thì ví dụ như pdc hiện nay thì đang làm như thế nào em sẽ sâu demo luôn cho các anh chị xem được không ạ à? để các anh chị hiểu hơn vì từ nãy giờ mình nói thì nó nó hơi lý thuyết hoặc là nó ví dụ hơi khó hiểu thì em sẽ để mô luôn cho anh chị xem là PDCA đang làm thương hiệu như thế nào đang làm thương hiệu như thế nào ví dụ ở đây ý, thì đầu tiên là em phải xác định được cái chân dung khách hàng của em họ là ai đấy là các anh chị về chủ doanh nghiệp đúng không ạ em xin phép một phút nha em xin phép một phút ok ạ xin lỗi các anh chị đấy thì em sẽ, sẽ xác định được là dụ chân dung ở đây sẽ là các anh chị chủ doanh nghiệp đúng không ạ đi lên từ nghề mà mình chưa có kiến thức về quản trị lắm đấy và mình phải xác định được vấn đề của khách hàng và những cái gì khách hàng muốn mình xác định được là khách hàng ở đâu trên internet ở trên online mình phải xác định được ra cái hành trình của khách hàng như thế nào như thế nào đấy. ví dụ các anh chị chủ doanh nghiệp thì sao anh chị xuất hiện ở đâu đấy và mình xác định cả năm giai đoạn của khách hàng Đấy. ví dụ các anh chị chủ doanh nghiệp thì sẽ hoạt động trong các cái group về kinh doanh này về marketing này về CEO này và thích đọc các bài viết về chia sẻ kinh doanh này quản lý này về lãnh đạo này về về doanh nghiệp đúng không ạ và các anh chị cũng hay xem cả những cái video về quản trị về khởi nghiệp ở trên YouTube nữa Đấy. các anh chị do vậy là chúng ta sẽ dụ triển khai triển khai thì chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng qua các giai đoạn ví dụ các anh chị lướt Facebook thì các anh chị sẽ cần phải nhìn thấy quảng cáo của mình đấy hoặc các anh chị search trên Google các kiến thức về quản trị đấy anh chị ạ đấy thì mình đưa ra chiến lược mình đưa ra chiến lược và mình bắt đầu mình xây dựng thì ở đây ví dụ là chiến lược về thương hiệu đấy thì PDC ví dụ mình sẽ xác định là mình sẽ tiếp cận các anh chị chủ doanh nghiệp qua các giai đoạn như là biết này hiểu này thích này và tin đấy thì dụ ở giai đoạn biết và hiểu thì mình sẽ sản xuất những cái video dụ video ở trên Facebook hoặc là video ở trên YouTube đấy, để giúp các anh chị nhận ra vấn đề của mình về quản trị ví dụ trên video thì xây dựng cái nội dung như thế nào trên YouTube thì xây dựng nội dung như thế nào Đây. chị để em một tí nha ví dụ ở đây là kéo tìm hơi lâu đây ví dụ như cái con như thế này đấy ví dụ như này ví dụ như này đấy để giúp khách hàng gì họ nhận biết ra vấn đề của mình ở giai đoạn nhận biết đấy. thì khi ở giai đoạn nhận biết xong đấy. mình sẽ đến giai đoạn hiểu tức là sản xuất những cái content chia sẻ về kiến thức quản trị đấy. để giúp các anh chị, các anh chủ doanh nghiệp hiểu hơn về sản phẩm dịch vụ của mình đó là những cái khóa học về quản trị doanh nghiệp đấy. hiểu được về các cái nội dung của các khóa học đó. Đấy. và những cái video này mình sản xuất xong thì mình phải có ngân sách mình chạy quảng cáo dụ đây là chạy quảng youtube thì mới tiếp cận được các anh chị khi sản xuất ra xong mà không chạy quảng cáo thì làm sao mà các anh chị biết được Đấy. thứ hai là ví dụ xây các cái cộng đồng ở trên group facebook à? Đấy. để chia sẻ về kiến thức quản trị thì trong các group đó là mình à, mình sẽ xuất hiện và cái hình ảnh của thương hiệu của mình nó sẽ được nhận diện Đấy và mình làm SEO ở trên Google để khi mà các anh chị search về những cái kiến thức quản trị thì các anh chị cũng sẽ nhìn thấy mình. Ví dụ mình làm SEO trên Google cái từ này sale chưa lên không nhớ sale từ gì <laughs> ok chưa đấy. ngoài ra thì sẽ chạy dụ chạy banner chạy gdn đấy thì là pdc có chạy banner chạy gdn anh chị nhé để thị anh chị chắc chắn là có anh chị đã nhìn thấy banner của pdc rồi thế giai đoạn gia tăng niềm tin thì chúng ta làm cái gì chúng ta sản xuất những cái content về review của khách hàng dụ review của học viên chẳng hạn. Đấy, để khi mà khách hàng mới họ vào, họ sẽ nhìn thấy những cái review đó. Đấy, thì họ sẽ tin hơn đúng không ạ? Tin hơn. Ngoài ra là mình sẽ có booking báo chí. Đấy, mình phải có kế hoạch booking báo chí. Đấy, để khi khách hàng họ search về mình, họ thấy mình ở trên các báo thì gia tăng cái niềm tin uy tín của mình. qua các giai đoạn. Đấy. như vậy đây là một cái kế hoạch, gọi là cái kế hoạch tổng quát về từng kênh. Đấy sau khi một cái kế hoạch tổng quát rồi thì mình mới triển khai từng phần, đấy, dụ thương hiệu mình làm gì, fanpage thì mình làm gì, hàng ngày mình chăm sóc như thế nào, xây dựng kênh YouTube thì các bước là như thế nào, và đây PDC xây dựng cả kênh TikTok, PDC có kênh TikTok mới các anh chị nhé, các anh chị có thể search uh, trường PDC mà các anh chị follow xem thử, trên đấy chia sẻ toàn kiến thức về quản trị, đấy, và mình xây dựng website, chạy Google Ads như nào, đấy, thì đây là một cái kế hoạch về xây dựng thương hiệu gọi là template đấy thì uh, nếu như mà anh chị nào muốn nhận cái này thì em sẽ gửi chia sẻ lại trên uh, group workshop cho các anh chị được không ạ? Đấy. Anh chị nào còn câu hỏi gì không ạ? Vâng, nói chung là thời lượng 2 tiếng thì để mà chia sẻ về thương hiệu thì em nghĩ thực sự là nó sẽ không đủ Nó sẽ không đủ Đấy. Chỉ có thể chia sẻ cho anh chị những cái mà vắn tắt nhất, cái chiến lược tư duy vắn tắt nhất Để các anh chị lên được cái cái plan, cái kế hoạch, cái định hướng cho doanh nghiệp của mình thôi à, Nếu như anh chị có thắc mắc, có khó khăn gì thì sau này các anh chị có thể inbox riêng cho em Vì những một số tài liệu thì em, em có khá nhiều Em sẽ chia sẻ cho các anh chị Đấy đây. Dù em có tài liệu về sale này. Đấy, em có tài liệu về content này. Đấy, được không ạ? Thì những cái tài liệu này các anh chị nào cần ấy, thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị nhé. Thì ở đây uh, um, năm cuối tuần sau ấy, thì PCA ấy có một cái chương trình là giải phóng lãnh đạo. Thì như anh chị cũng biết rồi một tháng một lần là PCA sẽ có chương trình giải phóng lãnh đạo. Thường là cụ thể là tháng này sẽ là diễn ra vào tuần sau. Vậy thì ở đây em sẽ có một món quà nhỏ như thế này đó là toàn bộ những cái tài liệu slide của em ở đây về về content về SEO và em sẽ có một cái template về xây dựng thương hiệu chiến lược như thế này để chia sẻ cho các anh chị đấy và đổi lại thì em cũng muốn là các anh chị sẽ giúp em làm một việc được không ạ đấy thì tuần sau là khóa của PDJ rồi tuần này thì còn tuần nữa thôi hầu hết các anh chị ở đây thì chủ yếu là một người đã học xây rồi các anh chị đã học giải phóng lãnh đạo hết rồi đúng không ạ đấy thì em muốn nhờ anh chị xe giúp em bài post lên tưởng của các anh chị và sau đó anh chị kép lại màn hình gửi lên group thì em sẽ Gửi tặng anh chị toàn bộ các slide kia được không ạ? Được không ạ? Để lan tỏa cái... Lan tỏa cái khóa học hữu ích này của PDCA tới mọi người. Được không ạ? Đấy nhá, em sẽ dán cái link group này. Đấy. Anh chị xe lên tường nhé, xong rồi uh, kép lại màn hình và gửi vào trong uh, group workshop, em sẽ uh, gửi slide cho các anh chị nhé. Và anh chị nào mà có nhu cầu mà cần hỗ trợ thì uh, inbox riêng em sẽ hỗ trợ các anh chị, cái này hoàn toàn miễn phí nhé, em không có làm dịch vụ gì đâu. Đây là PDC theo tinh thần là phụ khách hàng vượt trên mức mong đợi thì em sẽ hỗ trợ các anh chị nhé. Đúng không ạ? Dạ vâng, em gửi vào nhóm Zalo nhé em gửi vào nhóm Zalo. Anh chị nào muốn một lấy slide thì hãy share cái bài viết này lên tường giúp em. Đúng không ạ? Đấy, thông tin khoa học của của PDC thì có thể cũng bạn diễn ra vào tuần sau. Anh chị share lên tường giúp em. Đấy. Ok, em sẽ gửi vào group Zalo cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Uh, chúc mọi người uh, một buổi tối uh, vui vẻ và hy vọng là em mang lại cho mọi người những thông tin hữu ích và hẹn mọi người vào chương trình lần sau Dạ vâng em chào chị Đoàn Hà Vâng, vâng chào mọi người ạ